Một số chặng còn vé thì rất ít sự lựa chọn giờ bay như Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc chỉ có 1 đến 2 chuyến bay sớm về muộn giá 4,7 đến 6 triệu đồng một vé khứ hồi. Mức giá này tăng 5 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Chặng đi Đà Lạt cũng còn rất ít vé, giá tăng cao lên đến 5,8 đến 6 triệu đồng một vé. Chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch vẫn còn lượng vé dồi dào, giá vé hạ nhiệt khoảng 5 đến 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Vé chặng Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc có giá vé khứ hồi hơn 3,8 triệu đồng đã gồm thuế phí. Chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang giá vé khứ hồi trên 2,8 triệu đồng. Trước tình trạng cháy vé cục bộ, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không tiếp tục tăng chuyến trên đường bay nội địa.